Xin chào các bạn, hôm nay mình phát hiện ra tổ chim bách thanh này đã hai con rồi. Các bạn, hôm trước mình thấy ổ chim bách thanh này là khi đó là ngày 5 tháng 5, bây giờ là ngày 9 tháng 5, ngày 10. Thì mình tới mình bắt. Khi mình đánh ổ, các bạn nghe con chim bách thanh nó đánh không? À, khi đến là gần ổ chim nó thì ba mẹ nó đánh nè. Bách thanh lưng xám nha anh em. Ồ, con nó lớn rồi. Con nó ở trên ổ kìa. Các bạn nghe mẹ nó đánh không? Nó đánh đó. Hôm trước mình đi bẫy chim là mình ngồi ở dưới gốc cây này nè, là mình nghe nó đánh quá trời luôn. Thì khi mình ra mình tìm thì mình nghi có ổ, là đúng y là có một tổ chim bách thanh nha anh em. Thôi bây giờ mình sẽ tắt máy để mình leo lên mình bắt tổ chim này nè. Chim con thì nhỏ nhưng mà bắt về nuôi cho nó khâu, chứ còn để nó lớn lên nhé là nó không có khâu anh em nhé. Nó nhát người lắm. Chim mà cỡ vừa ra lông ống thì anh em bắt là vừa. Tổ chim nó đây anh em. Em thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh em cái thức ăn để mình cho chim bách thanh, cũng như là có thể cho chim hicco. Đây là cặp chim hicco anh em nè. Hicco thì khi mà chim bách thanh á thì mình có điều kiện mình mua dế và cọc cào, anh em có màu tươi ếch nhái thì tốt, nhưng mà những anh em ở thành phố thì không có những cái thứ đó thì có thể làm theo cách của mình, đó là thịt heo nạc á. Thịt heo nạc á anh em mua về anh em bỏ vô máy xay, anh em xem nhuyễn ra, không thì anh em ra ngoài chợ mua thịt heo xay nhuyễn á, đem về như thế này, anh em viên từng cục thế này để dành trong tủ lạnh á, ngăn đông á. Thì mỗi ngày á anh em xả một cục này ra thì anh em sẽ trộn với lại bột, trộn với bột nghe anh em. Bột ở đây á thì bột này mình cũng trộn trứng luôn rồi, anh em xem cái hũ bột của mình nè. Thì cái hũ bột này mình cũng bỏ trứng trong này rồi, anh em xem nè. Đây là hũ bột mịn mà mình đã bỏ trứng, trứng lòng đỏ trứng gà anh em. Thì nó rất là dinh dưỡng. Cái bột này mình bỏ lòng đỏ trứng gà vào để cho chim hicco nó ăn. Khi anh em bảo quản thì cái hũ bột này anh em bỏ trong tủ lạnh á, đừng có bỏ ở ngoài nó dễ hư, bỏ trong tủ lạnh là nó sẽ bảo quản được lâu. Thì thịt heo xay nhuyễn với lại bột anh em trộn lại thì cho nó sạch sạch như thế này. Thì khi đó anh em cho chim bách thanh ăn. Đây mấy con chim bách thanh mình mới cho ăn nè. Đó, mấy con chim bách thanh này về nhà được 4 ngày rồi, 3-4 ngày rồi đó. Nó vẫn còn hơi nhát, tại vì khi đó mình bắt nó lớn. Thì anh em cho cái hỗn hợp anh em cho cái hỗn hợp bột với lại thịt heo xay nhuyễn để mà cho chim bách thanh ăn, thì như vậy là nó cũng đủ chất rồi đó anh em. Khi mà buổi tối thì mình cho nó vào trong cái lồng ấp á, đây là cái lồng ấp của mình nè. Cái này để mình buổi tối mình cho nó vô trong này, mình chỉnh nhiệt độ là 32 độ cho nó ngủ, cho nó ấm. Thì chim con mà, thì buổi tối nếu mà có mẹ thì mẹ nó sẽ ẩm. Khi mà chim nó ra lông đầy đủ thì anh em không cần bỏ vào thùng nữa đâu. Khi mà chim nó chưa ra lông, nó còn ít á, thì anh em có thể bỏ vào thùng. Nhưng mà khi mà chim ra lông rồi thì anh em không cần bỏ vào thùng vào buổi tối đâu, vì nó có lông này nó ấm rồi. Đó. Thì hôm nay mình chia sẻ với các anh em cách cho ăn như vậy. Mình cho chim bách thanh ăn cái hỗn hợp này, cũng như hicco cũng được, anh em xem mấy con chim hicco mình nó thích ăn cái này ghê lắm.
Nó thích ăn lắm anh em. Nó rất thích ăn như một xíu như thế này này, anh em xem, nó ăn no rồi mình mới cho ăn. Đó. Mình nói lại trong này là thịt heo xay nhuyễn với lại bột trộn trứng nha anh em. Thì anh em trộn như thế này. Anh em cho chim ăn thì rất là dinh dưỡng. Nó bổ sung chất tanh. Giúp cho chim khỏe mạnh hơn, đủ chất. Mấy con chim hí cô mình mới cho ăn. Hồi nãy một hũ đầy như thế này mình cho ăn hết trơn rồi, cho no, mấy con này no rồi. Nếu mà nó đói thì nó sẽ kêu rất là nhiều. Đây là cặp chim hí cô mình đi bắt chị bảy chi mình bắt khi đó nó chuyền, gần chuyền rồi. Còn bên kia là mấy con chim bách thanh. Anh em hướng dẫn cứ làm theo cách của mình đi. Nó rất là hiệu quả. Đây là người anh chia sẻ cho mình thịt heo anh em bỏ tủ lạnh này, cái này bỏ ngăn đông luôn. Cái đùm này bỏ ngăn đông mỗi ngày cho nó một mình tính mỗi ngày một viên như thế này, anh em xả ra và trộn với bột. Con này là con chim gì anh em biết không? Bông lau. Con này chơi hay lắm anh em nghe. Ở nước ngoài Indonesia người ta chơi cái con bông lau này rất là quý trọng. Con này nó tương lai nếu mà người ta chơi chầu màu á, chầu màu hết rồi thì chuyển qua chơi con này nè. Con này là con bông lau đây anh em. Con này ở ngoài thiên nhiên còn rất là nhiều, mà con này hót rất là hay và khi nó về nó đấu cũng rất là hay. Anh em thử chơi một con bông lau đi rồi anh em biết nó rất tuyệt vời. Thì mình mới bắt cái con bông lau này đây, còn nhỏ chưa có lớn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nhé. Anh em thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực làm thêm những video tiếp theo phục vụ anh em đam mê chim cò. Xin chào tạm biệt anh em.